Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop Kung Fu của Toàn. Thì hôm nay Toàn làm video để giới thiệu về sản phẩm đó là đoạn côn gỗ căm xe bên mình. Thì một số những ưu điểm mà mình sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua để anh em nắm bắt được, thì là hai đầu của đoạn côn đã được bọc bằng inox nên thành thử ra khi mà chúng ta chơi đoạn côn thì là rất chi là chắc chắn và an toàn cho chúng ta, mà mình rớt xuống nó không bị bể đầu. Thì thường thường những các loại gỗ dù chắc đến như thế nào, khi mà chúng ta rơi và dùng xuống thì thường hai cái đầu này nó sẽ bị bể và bị tét đầu. Thành thử ra là làm cái đoạn côn mà bọc inox hai đầu như vậy là đảm bảo, thứ nhất là đầu nó không bị bể, thứ hai nữa là về mặt thẩm mỹ nó rất chi là đẹp và chắc chắn, và độ sát thương của nó rất chi là cao. Khi mà chúng ta bọc bằng inox này thì nó rất chi là cứng, và khi mà chúng ta mà dùng để mà tập luyện và thực chiến nó rất chi là mang lại là cái sát thương của nó là cao gấp đôi cái hiệu quả là đoạn côn bình thường nhé anh em. Đây mình giới thiệu cho anh em xong rồi mình sẽ quay gần cho anh em thấy được. Còn đây là đoạn côn gỗ sơn huyết, thì bên mình là hoàn toàn là không có sơn, đây là màu đỏ tự nhiên. Thì có bên mình có hai dòng đoạn côn là đoạn côn gỗ căm xe và đoạn côn gỗ sơn huyết. Thì gỗ sơn huyết thì nó là màu đỏ như vậy, còn gỗ căm xe là màu vàng. Thì mình sẽ quay gần cho anh em xem nhé. Đây, quay gần cho anh em xem. Đây, mình rất thích làm video là như vậy để giới thiệu sản phẩm cho anh em xem đấy. Đây là cái đầu chụp, nắp chụp inox để đảm bảo cho đoạn côn này. Hoàn toàn làm bằng inox, kể cả những con ốc vặn vào cũng làm bằng inox nha anh em. Còn đây là gỗ sơn huyết đây. Gỗ sơn huyết đây. Thì mình sẽ lia một vòng cho anh em xem này. Anh em mà muốn chơi đoạn côn thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Bên mình ngoài dòng đoạn côn căm xe sơn huyết thì có cả đoạn côn sông mây nữa. Đoạn côn sông mây thì nó nhẹ và dẻo hơn, nhưng giá của nó sẽ mềm hơn hai loại này. Hai loại này thì loại cao cấp hơn thì giá nó sẽ cao hơn. Là một cặp như vậy là 400 ngàn một cặp anh em. Anh em có thể mua lẻ cũng được, 200 ngàn một cây cũng được. Bên mình vẫn bán lẻ luôn. Xin chào và hẹn gặp lại, và cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ sản phẩm và theo dõi video của mình. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Toàn để đặt đoạn côn, đó là 0987961325, hoặc các bạn có thể kết bạn với mình trên Zalo và Facebook, hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo và Facebook và làm quen và kết bạn với mình. Bởi vì ở dưới video này có đường link vào website và Facebook của mình, anh em có thể bấm vào là thấy được Facebook và Zalo của mình. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.